Chạy đi. Một nhịp này, hai nhịp này, đó là tốc độ 141 của Sadio Mane. Đang win. Ui. Đấy rồi, chúng ta sẽ đến với cầu thủ cộng 8 chỉ số cao nhất CR Việt Nam. Đó chính là Konate. Sao kèo bạn Nhật Nam này à? 13.000 tỷ. Wow. Ui, to Z cộng 7. Ui, Mane này. Hôm nọ mình cũng chưa được đá Mane. Ui, Chen cộng 10. Uầy, xịn vậy. Ui, 132. Ê, nhìn này, Thiago 8 này, Konate này, Konate này tốc độ 136. Ôi giời ơi, về bộ chỉ số tổng quát khi búp tất cả các team từ cộng 8 đến team Liver thì Konate mắc chỉ số là 132. Anh em sẽ điểm qua một chút về chỉ số này. 1m94, thể hình trung bình, nặng 95 cân, tốc độ 136, tăng tốc 124. Ô, như thế là Liver được tặng thêm cả chỉ số chạy hả? Uầy, cộng thêm 3 chỉ số chạy nữa. Vãi. Úi dồi ôi, dứt điểm 89, lực sút 98, sút xa 84, chọn vị trí 90, vô lê 83, penalty 96, chuyền ngắn 128, tầm nhìn 104, tạt bóng 88, chuyền dài 127. Thời chuyền ngắn chuyền dài này. Đá phạt 80, sút xoáy 84, rê bóng 118, giữ bóng 120. Ô, cái này không có chỉ số ẩn à? Khéo léo, thăng bằng, phản ứng 103, kèm người 129, lấy bóng 138. Ui, nói chung là về cái chỉ số phòng thủ tất cả đều là đầu 3 luôn ấy, 103 luôn á. Quyết đoán 135, nhảy 128, bình tĩnh 127. Nghèo ơi, kinh nhờ. Ui ôi, cầu thủ chỉ số cao thứ nhì là Mane và Thiago. Mane này 2.55 này. Ui, sao Mane này chạy kinh vậy? Chạy 141. Liệu đây có phải là cầu thủ chạy nhanh nhất game không? 141 này nhanh nhất game chưa nhở? Đây là bay rồi chứ không phải là nhanh rồi. Đây, Rui Gomez. Mình thay thử cho Virgil van Dijk nhá. 140. Trung vệ chạy 140. Uầy. Thế thì Mane chạy nhanh nhất rồi, 141 này. Nó là bay rồi. Uầy. Tăng tốc 137. Ôi cái kẹo. Ui, Darwin Nunez này. Không phải đâu, Andy Carroll. Andy Carroll ấy. Ê, đá. Không biết cho chủ bác, cho hỏi chủ bác cái kèo kèo này đá nó có bị handicap vậy. Nhìn kinh dị đấy. Thiago ở đây chúng ta có chỉ số 130, chuyền ngắn 133, chuyền dài 133, thể lực 120. Ủa, cái chỉ số ẩn của Thiago nhìn kinh dị thật sự. Trời ơi trời ơi trời ơi. Kể cả chỉ số phòng thủ nha. Cắt bóng 122, công thủ toàn diện đấy. CDM 124. Kinh thật đấy, chỉ số cao nhất của Thiago. Giữ bóng 136. Fernando Torres. Đây rồi. Ui, cái kèo này mà lên 8 nhờ. Lên 8 thì sẽ là 134. Đúng đúng, tốc độ thì sẽ là 144. Hai trưởng nhờ. Không, đây là cộng 8, còn đây đang là cộng 7 thôi. Zera này mà thay bằng Zera LH9 này. Zera LH9. Thế là phòng thủ ghê lắm. Fabinho cộng 9 à? Cộng 9 là 117. Hiện tại thì chỉ số đang là Liver 1, cộng 1 là 98. 117, kinh nhỉ. Yo, xem thử Mane chạy như thế nào nào. Uầy, áo khác nhau à? Áo này có cái chữ ký, này có anh em fan Liver là mua của áo có chữ ký của Alisson với lại Hibia không nhỉ?
Ra giá đi anh em. Chỉ tiêu kim cương á, càng nhiều càng ít. Tháng sau mới chạy cơ, tháng sau anh em nào mà có donate cho mình thì cứ donate kim cương thôi. Ui, xe ra kìa. Ui. Ui, Alisson 9 bắt kìa. Nào. Cái gì vậy? Fan. Ui tạt kìa. Ôi. Diễn viên rồi. Cố tình thua. Điên à. Một cơ hội tốt và người ta đang phí đó. Mới phút 25 mà anh em. Qua tôi cũng thua 2-0 mà tôi gỡ được mà. Ôi. Ôi sao đơn giản đấy. Ôi. 3 đường truyền luôn. Từ từ. Tỏ lét. Đây rồi. Cứ từ từ. Cứ từ từ. Giải ơi. Úi dồi ôi, bắt đường truyền kìa. Konate. Con bé ơi, sao không chuyển mạnh mày? Cầu thủ đứng ngay gần mẹ. Hình như đây là lần đầu tiên tôi review team Liver ấy. Thề luôn, tôi chưa review team Liver bao giờ. Nên tôi không có quen với team Liver lắm. Nhẹ ta. Rồi. Pen. Không pen luôn mà. Sao rút nhẹ nhở. Úi dồi ôi. Vãi. Úi dồi ôi. Đơn giản thật sự. À. Thua 1-4. Sao thế này được. Làm được, làm được. Chạy đi. Coutinho. Ê, Coutinho chạy nhanh ta. Được, 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 được. Coutinho, có phải là Coutinho của Liverpool nhỉ? Hay Coutinho của Barca ta? Nét, chạy đi. Chạy rồi. Gì đấy? Các đội bạn đấm đúng liver mà đấm mình khỏe thế. Hello. Jota. Hay quá. Tuyệt vời. Ủa sao sao nó không sút chân phải luôn đi, nó lại còn nó còn vòng vòng sang chân trái vậy? Fabinho. Oh yeah. Oh quả đấy tôi ZT rồi đấy. Nó tự nhiên nó đứng lại một nhịp ấy. Ôi trời ơi, Jota ơi. Darwin. Ui, cái gì đấy? Bóng chặn chân ai à? Ui. Bóng chạm chân ai á? Ôi hình như không chạm hay sao ấy. Để tí tôi thử lại xem lại xem như thế nào á. Nhưng hình như trong phát vừa rồi là không có chạm chân ai á. Mà đấy. Ôi. Yeah. Cái gì đây? Quả đấy nếu mà Mane chạy được thì tôi nghĩ là sẽ là một pha bứt tốc kinh khủng. Ui,
quả bật tường không thành công từ Mane và Coutinho. Mane! Ok. Một nhịp này. Hai nhịp này. Rồi. Đó là tốc độ 141 của Sadio Mane. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ai 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 không phải tiền đá nha. Ờ xem lại cái bàn của Darwin Nunez này. Có phản lưới anh em ạ. Họ tính là phản lưới. Nhìn lại này. Ui sao nhìn nãy cái pha xem lại mình thấy nó không có chạm chân mà nhở. Uầy, chứ nếu mà sút quả này thì ảo ma quá nhở. Áo trắng có vẻ làm cho đối phương lo lắng. Ui, vừa được. Ui, 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 trời ơi, chạy từ sân nhà. Chiếc xe F1 này. Uầy. Chạy từ sân nhà luôn. Anh thấy khoảng trống rồi. Đó là Mane. Ô review Mane à? Review Konate mà. Cái thế sút của nó kìa. Ảo thật đấy. Ui. Thủ môn đẩy vào à? Có phải thủ môn đẩy vào không vậy? Cái quả đấy thế đẹp mà. Nhìn cái thế nó phi lên đấy, không sút thì quá phí. Còn AT. Đấy rồi. Torres. Torres. Ui giời, hơi nhẹ ta ơi. Chạy to Z. Anh phải có bàn chứ. Ôi. Ôi Z đây kìa. Ôi Z đây bằng cái đoạn này á. Đoạn dưới á. Ui. 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 Nhìn nó xoáy kìa. Ok. Quay. Bắn đấy. Nó tông một phát. Nó béo hoa mắt luôn. Coutinho. Ôi dồi ôi. Chút vào giữa thế này. Thật ra Torres có bàn rồi. Anh em mình cũng hoàn toàn có thể trao cơ hội cho Konate. Ủa ơi, Konate ST110 mà. Konate. Ui nó khỏe. Ui Torres phải đặt trung vệ rồi. Oh no. Ui Konate. Chút. Bất bóng trong vòng cấm. Konate nó chạy kìa, nó như một cái máy ủi ấy. Ôi không, không ổn ở Đại Vương hay Torres, chúng ta đang đá CB. Ồ! Ui may quá. Torres. Báo quá. Konate không sút được kìa. Ui không sút được. À. Rồi. Đèn đấy nhở. Cái quả tấn công như thế mà không có vô. Rồi. Thế là chúng ta đã đá xong 4 game. Thua 1 và thắng 3. Rồi, cảm ơn Việt Nam nhá. Thank you em nhiều.